Xin chào tất cả các bạn, tôi là Tạ Thị Thinh. Tôi đang hướng dẫn cho các bạn phần luyện thi ISGB Advanced 2 module Test Manager và Test Analysis. Và chúng ta đang đi đến phần gần cuối cùng rồi của phần ôn luyện này. Đây là phần chương 8, chương liên quan đến cải tiến quy trình test. Bạn nhớ nhé, với những cái vị trí mà chúng ta đang làm thì Thinh cũng vẫn nhắc lại rằng là các cái kỹ năng mà Advanced cung cấp cho các bạn đấy là quy trình một cách rõ ràng, và ở chương 8 này sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách cải tiến quy trình test. Cải tiến quy trình test tức là nhìn chung là chúng ta sẽ là thiết lập ra và tiếp tục liên tục cải tiến cái quy trình của một tổ chức, liên tục cải tiến quy trình của một tổ chức. Thì chúng ta có các cái mô hình để cải tiến cho testing là gì? Gồm có TMMI, STEP, đúng không ạ? Viết tắt của các từ này, STEP, CTP và TPI Next. Chúng ta sẽ tìm hiểu và phân loại từng cái mô hình này một. Đầu tiên thì chúng ta phải nói rằng là cái nguồn gốc, cái gốc rễ của việc mà thực hiện cải tiến vẫn sẽ tuân thủ theo cái vòng đời Deming Cycle, tức là gì ạ? Plan, Do, Check và Action. Đây là một cái vòng đời cơ bản nhất cho tất cả mọi sự cải tiến trong cả dự án hay trong cả hoạt động sản xuất. Người ta gọi là Deming Cycle. Về mặt các cái mô hình cho việc cải tiến testing ý, thì chúng ta chia ra làm hai loại. Đấy là mô hình tham chiếu theo quy trình, gọi là Process Reference Model, và thứ hai là tham chiếu theo dạng Content. Process Reference Model thì chúng ta chia ra làm hai loại là dạng State và dạng Continue. Dạng State Presentation ý là dạng đánh giá theo lớp. Nó giống như là chúng ta học đại học mà chúng ta theo từng năm, từng lớp một ấy, thì các cô giáo đã chọn sẵn cho chúng ta các cái môn học rồi, chúng ta cứ thế làm theo thôi là lên lớp. Thì cái mô hình theo STEP này cũng thế. TMMI cũng định sẵn cho các bạn rằng là với các cái level thì các bạn phải đạt được như thế nào đấy thì mới lên được level cao hơn, thì gọi là STEP. Thế còn Continuous Presentation ấy thì chúng ta lại không phải thi theo dạng lớp nữa, mà chúng ta đăng ký như kiểu tín chỉ, là chúng ta thích thi môn nào, thích thực hiện học môn nào thì chúng ta đăng ký môn đấy. Và mỗi một cái môn thì chúng ta lại có một nấc thang điểm để đánh giá, để giúp cho các bạn kiểm tra xem là các bạn có thỏa mãn để mà đi lên lớp, lên nấc tiếp theo hay không, có thoát pass hay không, đúng không ạ? Đấy thì đấy là chúng ta có thể ví von như vậy về STEP và Continuous theo dạng là lớp và tín chỉ. Và theo dạng Continuous thì chúng ta có TPI Next. Thế có theo dạng Content Reference thì chúng ta có CTP và STEP. Đặc điểm của các cái mô hình này chúng ta so sánh với nhau là gì? Thứ nhất là Process Reference Model thì nó sẽ cung cấp sẵn cho các bạn những cái độ đo về mức độ trưởng thành. Và từ đấy các bạn sẽ so sánh tình trạng của công ty mình với các cái mô hình mà đã được cung cấp sẵn này. Các bạn đánh giá cái tổ chức của mình trong một cái framework đã có sẵn rồi, các quy trình có sẵn rồi, tổ hợp của các quy trình có rồi, và các bạn chỉ việc đánh giá thôi. Sau khi đánh giá xong thì các bạn sẽ có một cái roadmap phù hợp để cho việc cải tiến, làm thế nào để tổ chức của bạn đáp ứng và thỏa mãn được các cái process reference mà họ đã đưa ra. Và TMMI chỉ là một phần trong một phần mà nó tham chiếu đến, tức là gì ạ? Chính xác gốc rễ của TMMI chính là từ CMMI. CMMI là một cái mô hình mà giúp cho cải tiến dự án, cải tiến cho các tổ chức về phát triển phần mềm. Thế thì TMMI chỉ lấy ra cái nội dung liên quan đến test thôi để nói cho các bạn thôi. Thì đấy là về reference, process reference model, có sẵn những cái mô hình về quy trình để chúng ta tham chiếu đến rồi, để chúng ta đo đạc và đánh giá rồi. Thế còn content reference model thì nó lại cung cấp một cái giúp cho chúng ta đánh giá theo hướng nghiệp vụ, đánh giá lái theo hướng nghiệp vụ, và guide cho chúng ta cái cách mà sắp xếp thứ tự ưu tiên của các vấn đề issue để cải tiến. Và chúng ta, mỗi công ty sẽ select, sẽ lựa chọn ra một cái roadmap phù hợp để tự cải tiến, chứ không có một cái roadmap chung nào cho tất cả các công ty cả. Còn một cái loại mô hình cuối cùng là Waterfall Model, tức là chúng ta không thực hiện theo tham chiếu đến các cái nội dung hay là process nào cả. Chúng ta tự nội bộ chúng ta cải tiến lên bằng các cái hoạt động phân tích, bằng các hoạt động meeting, retrospective meeting, thì chúng ta sẽ tự chọn ra một cái roadmap phù hợp cho việc cải tiến. Cái quy trình của cải tiến thì nó tuân thủ theo cái quy trình là idea. Idea viết tắt là cụ từ I, D, E, im, idea, đúng không ạ? L,
Thì idea này là viết tắt của từ này, từ này. Thì chúng ta nhớ lại mô hình này là gì? Đầu tiên là khởi tạo. Khởi tạo tức là chúng ta thiết lập các mục tiêu, các cái phạm vi, các cái goal, đúng không ạ? Cái độ bao phủ mà được đồng ý bởi các cái stakeholder là các cái ông quản lý ấy. Sau đó chúng ta lựa chọn mô hình để tiến hành thực hiện cải tiến và lựa chọn và xác định ra các cái tiêu chí để chúng ta đánh giá và các cái độ đo để giúp chúng ta kiểm soát nó. Thì cái khởi tạo này chúng ta chỉ làm một lần thôi. Và người ta sẽ không quay lại để chọn mô hình nữa, mà người ta phải khi đã chọn được mô hình rồi thì người ta sẽ phải liên tục cải tiến theo đúng cái mô hình đấy. Sau khi khởi tạo xong thì chúng ta ra đến diagnostic, là phải giai đoạn mà dự đoán, nghe ngóng, thăm khám bệnh, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đánh giá xem là cái hiện trạng bây giờ của hoạt động test so với các cái chuẩn đưa ra thì nó như thế nào. Chúng ta ra được báo cáo hiện trạng, rồi chúng ta list ra được một loạt các cái điểm cần phải cải tiến. Sau khi diagnostic xong, chúng ta sang đến phần established plan, tức là thiết lập kế hoạch cải tiến. Thì trong đó chúng ta thiết lập cái thứ tự ưu tiên của việc cải tiến và lên kế hoạch cho việc bàn giao từng cái phần một, bàn giao của sự cải tiến. Tiếp theo, chúng ta lên kế hoạch xong thì chúng ta tiến hành implement, là chữ I tiếp theo, là chúng ta sẽ triển khai cái kế hoạch chúng ta đã đặt ra và bao gồm tất cả những hoạt động như là training, mentoring, pilot, process, đúng không ạ? Và cuối cùng là gì? Chúng ta sẽ tiến hành là học hỏi và improve, để chúng ta điều chỉnh quy trình đi. Chúng ta sẽ kiểm tra, verify xem cái benefit đạt được là gì, check với các cái tiêu chí thành công xem nó đạt được không, và chúng ta lại bắt đầu một cái vòng đời cải tiến tiếp theo, quay về diagnostic và dự đoán và phân tích. Thì đây được gọi là idea model, là các quy định các cái bước cho việc thực hiện cải tiến quy trình. Với các cái mô hình để cải tiến về testing, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết hơn nữa. Mô hình TMMI thì như mình đã giới thiệu là nó là một cái phần tham chiếu của CMMI, nó lấy những nội dung về testing ra để trình bày. Thực ra thì bản chất là nó là một cái tập hợp nằm trong CMMI. Mô hình này sẽ được đánh giá theo lớp, và ở đây chúng ta có 5 lớp tương ứng với 5 cái level. Ở level 1 là khởi tạo, tất cả các dự án đều đạt được điều này. Level 2 là cái phase định nghĩa, tức là một số những thứ như là kỹ thuật test cơ bản đã được định nghĩa rồi, kế hoạch đã được định nghĩa rồi, cơ bản là đã có sự định nghĩa rồi. Level thứ 3 là integration, tức là các cái hoạt động test đã tích hợp với các hoạt động của dự án, đã có sự kiểm soát và theo dõi quy trình test, thiết lập các cái chương trình đào tạo và thiết lập các cái tổ chức của hoạt động test, cái cấu trúc tổ chức của hoạt động test. Đến level 4 là chúng ta sẽ thực hiện management và measurement, là chúng ta sẽ đo đạc, đánh giá chất lượng phần mềm, thiết lập các cái độ đo, các chương trình đo và review lại những cái của tổ chức. Và cuối cùng level 5 là chúng ta optimization, là chúng ta tối ưu nó và cải tiến nó. Thì chúng ta sẽ optimize cái quy trình test, kiểm soát về chất lượng và các cái defect prevention. Thì ở đây thì mình chỉ muốn là các bạn nhớ được tên của các cái level này thôi để chúng ta có thể thi được. Còn những cái nội dung bên trong thì còn quá chi tiết và cũng rất là khó. Để giới thiệu cho các bạn về TMMI thì thực ra này nó phải dựa vào cái CMMI thì sẽ đầy đủ và rõ ràng hơn. Khi mà người ta chỉ bóc tách ra một phần thì nó rất là khó để mà triển khai. Vì dù gì thì những hoạt động của dự án thì cũng gắn liền, hoạt động test cũng gắn liền với các hoạt động của dự án. Improve test process với TPI next. TPI next thì cũng là dạng thuộc loại là process reference, đúng không các bạn? Thì ở trong TPI next chúng ta define ra được khoảng 20 cái key area, 20 cái vùng mà chính, đúng không ạ? Và nó đưa ra những cái khía cạnh cụ thể của quy trình test, của chiến lược, của metric, của tool và của môi trường. Thì mỗi một cái key này chúng ta sẽ tự chọn, tổ chức của chúng ta tự chọn đánh giá theo kiểu continuous, mà thích chọn cái key nào thì cải tiến thì tùy. Thì mỗi một cái key này sẽ được đánh giá bởi 4 cái level sau. Level khởi tạo là ad hoc, làm cái gì cũng ad hoc. Level 2 là control, tức là đã làm những cái đúng rồi và đã có chiến lược rồi. Level 3 là hiệu quả, tức là làm theo cách đúng, là thống nhất quy trình và các quy trình được chuẩn hóa ở các bộ phận, các dự án khác nhau, nếu gọi là làm theo cách đúng. Và level 3 là level tiếp tục cải tiến, tiếp tục chỉnh sửa để làm sao làm theo cách đúng và ra được sản phẩm đúng.
Thế ở TP Next thì có một đặc điểm là luôn luôn định nghĩa ra một cái điểm checkpoint để mà giúp chúng ta đánh giá các cái key process area này, và chúng ta có bốn cái điểm checkpoint đấy. Rồi chúng ta sẽ có một cái cơ chế để mà đánh có cái một cái maturity matrix, là cái ma trận đánh giá về độ trưởng thành, để mà chúng ta đánh giá xem là các cái key này chúng ta đang đạt được đến đâu, những cái key nào điểm yếu để chúng ta lôi được ra chúng ta cải tiến, định nghĩa được cái mục tiêu của cải tiến và triển khai nó. Cái phần mục tiêu và triển khai này sẽ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng tổ chức, chứ không bắt buộc một tổ chức phải hoàn thành hết như kiểu model như là TMMI. Tổ chức sẽ được quyền lựa chọn, được quyền tailoring và điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì trong cái phần đánh giá đây được gọi là cái ma trận đánh giá về mức độ trưởng thành, thì với mỗi một cái nội dung, 20 cái nội dung này, nó sẽ đánh giá từ cái nấc một để xem là nó đã đạt được cái mức độ nào hay chưa, đúng không ạ? Thì đây gọi là ma trận đánh giá để đánh giá cái kết quả và tính toán một cái con số chung chung là tổ chức đang đạt đến mức nào. Đấy thì process by process, tức là mỗi một process thì sẽ có một cái mức độ trưởng thành khác nhau và được đo bởi bốn con số là năn này, A, B, C, đúng không ạ? Vâng. Rồi nhìn chung cơ bản là nó dựa trên cái mức độ trưởng thành của mỗi tổ chức. Tôi đánh giá của cái này thì xin lỗi lại là có hoặc là có A, có năn A, B, năn A, B hoặc C, hoặc là năn A, B, C hoặc D. Thế là chúng ta có thể có nhiều các tập hợp đánh giá khác nhau, tùy từng loại, tùy từng scale các bạn chọn. Các bạn muốn chọn đơn giản thì các bạn lấy ít thôi, một là có, hai là không, thế đúng không ạ? Còn không thì để mà chia nhỏ các cấp nữa ra thì các bạn có thể chia nhiều cấp, càng đi tiếp theo lại càng chia nhiều cấp hơn. Nhìn chung thì mức độ trưởng thành của các quy trình test thì chúng ta thấy rằng là nó đều move up từ cái mức 1 cho đến mức 13 để tìm ra được những cái quy trình mà cần thiết cho việc trưởng thành. Đó, chúng ta sẽ đi từ mức 1 cho đến mức 13 để đánh giá. Thì đây là một cái mức từ 0 đến 13 để đánh giá cho từng cái process area 1, hay còn gọi là từng cái key process. Với TPI Next thì các bạn nhớ rằng là để mà chúng ta level 0 thì đội nào cũng đạt được rồi, vì đây là ad hoc, làm theo cách mà tự nhiên, thì level này thì đội dự án nào cũng đạt được. Thế lên đến level 1 thì chúng ta phải đảm bảo được những điều này là gì? Test strategy process, cái vùng mà liên quan đến test strategy phải lên level A, phải có life cycle model process, phải định nghĩa ra các kỹ thuật thiết kế test case, phải có một cái môi trường official, phải có sự cam kết và có các quy trình để nâng cao thúc đẩy động lực lên, phải có quy trình báo cáo, có quy trình quản lý defect và có quy trình quản lý quy trình test, quy trình quản lý quy trình test. Để lên từ level 1 lên level 2 thì chúng ta phải có là gì? Phải có cái sự tham gia, có quy trình của sự tham gia, đúng không ạ? Quy trình của sự tham gia của các bên ấy, và phải có cái quy trình liên quan đến giao tiếp, rồi quy trình liên quan đến quản lý các cái test way. Thế còn đi theo hướng improve, theo hướng content thì chúng ta có CTP. Thì CTP là từ viết tắt của Critical Test Process, là cái đánh giá các cái model mà đánh giá các cái test process mà critical nhất, tức là cung cấp một cái guideline giúp các bạn đánh giá những cái quy trình test nào mà nó đang ở critical nhất. Thì về cơ bản CTP có chia ra là 12 cái critical test process. Thứ nhất là testing, thiết lập ngữ cảnh, đánh giá về, phân tích về chất rủi ro của chất lượng, test estimation, test planning, test team development, test system development, test release management, test execution, bug report, result report và chain management. Đấy là 12 cái vùng mà CTP đưa ra là gọi là critical nhất cho hoạt động test ạ. Thế còn kỹ thuật thứ tư là kỹ thuật STEP, cũng thuộc thể loại liên quan đến Content Reference, viết tắt của từ Systematic Test and Evaluation Process. Và chúng ta gọi tắt là STEP ý. Thì phương pháp STEP này thì theo một cái nguyên lý rất cơ bản là test sau đó mới code.
Tức là mọi thứ đều được chuẩn bị viết test case sau đó mới nghiệp code. Ví dụ như giống như tester của chúng ta là dựa vào requirement để phân tích ra test case, sau đó mới cầm đến phần mềm, mới vào phần mềm để test. Thì code cũng như vậy, các bạn coder các bạn phải nghĩ ra test case trước đã, sau đó các bạn mới code, đặc biệt là viết ra test script trước rồi mới được code. Về cơ bản của phương pháp này thì là dựa vào requirement base, bắt đầu start test ngay từ đầu dự án, sử dụng dựa trên requirement và exit model, thiết kế test que rồi phát hiện lỗi sớm. Thì đây là những đặc điểm của step. Thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần chương 8. Nhớ rằng cái phần chương 8 này thì chúng ta chỉ nhớ một số những cái model cho việc cải tiến quy trình để chúng ta có thể trả lời được câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.